Ná ná mọi người, mình là Nga. Và đây là channel của mình. Bây giờ là 5:30 và mình đã đặt nhà hàng lúc 7 giờ tối. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi đón Phương Nga. Rất là hồi hộp nên là đã quên mất chiếc khăn cài túi của chiếc áo vest này rồi. Bây giờ nếu mà quay lại lấy thì sẽ muộn mất. Thôi bây giờ mình sẽ đi đón Phương Nga để sẽ đúng giờ. Hy vọng rằng là sẽ tạo nên một bất ngờ nho nhỏ dành cho Phương Nga. Let's go. Chết rồi. Ở trong kịch bản của mình thì mình có một cái chi tiết để đánh lừa Phương Nga. Tức là mấy ngày hôm nay cái hành tung của mình khá là bí ẩn. Thế nên là mình cũng nghĩ rằng là Phương Nga cũng sẽ biết là mình sẽ tổ chức một cái bữa tiệc gì đấy khá là hoành tráng dành cho Phương Nga cho ngày Valentine, để tránh cho Phương Nga biết. Thế nên là trong kịch bản mình đã có một cái chi tiết, đó là hai đứa đang đi trên xe đến cái địa điểm mà hai đứa nói với nhau trước, và An sẽ gọi điện cho cái bạn quản lý kia với một điều kiện là trời phải mưa. Và hôm đấy mình đã xem lịch rất kỹ rằng là trời buổi tối ngày hôm nay có mưa hay không. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì trời không hề mưa, không hề có một giọt mưa nào. Và kể cả khi mà xem thời tiết ở trên iPhone thì từ bây giờ đến tận 10 giờ tối cũng không có mưa. Mà rõ ràng hôm đấy mình đã xem rằng là lượng mưa hôm đấy đến 80%. Khó ta. Khi mà mình gọi điện cho bạn quản lý đấy thì mình sẽ nói rằng là alo em à, tình hình mưa như thế này ấy, thì bên mình như thế nào em nhỉ? Dạ anh ơi, rất tiếc là tại vì là bên em là ngoài trời mà trời mưa như thế này, thế nên là bọn em xin lỗi, bọn em sẽ không làm được, không lên được món cho bọn anh, thì anh có gì thông cảm cho nhà hàng. Và bọn em sẽ anh sẽ gửi lại số tài khoản cho em để em chuyển khoản lại tiền đặt cọc. Và một lần nữa em xin lỗi anh. Đấy, nôm na kịch bản là như vậy để đánh lừa Phương Nga rằng là chết rồi, cái nhà hàng của mình đặt để làm tiệc thì đã bị hủy vì trời mưa mất rồi, thì bây giờ không biết phải làm như thế nào. Mà không, bây giờ kế hoạch đã bị phá sản hoàn toàn khi mà trời không mưa. Nghĩ xem làm gì nhỉ? Nghĩ xem làm gì. Bây giờ chỉ còn một phương án khác. Chỉ còn một phương án khác là bây giờ sẽ bảo bạn đấy chủ động gọi điện cho mình, thông báo rằng là vì một lý do gì đấy khiến cho nhà hàng hôm nay không thể hoạt động được, và đành phải trả lại tiền đặt cọc cho tất cả khách hàng. Lý do gì nhỉ? Mình đang nghĩ là một lý do. Ok, bây giờ mình sẽ gọi điện cho cái bạn quản lý kia, cho cái bạn mà mình đã phím trước kia để hai người giao kèo với nhau. Và hy vọng rằng là tí nữa cả Phương Nga và cả mình ngồi đây thì đúng lúc bạn ấy sẽ gọi điện và hai người sẽ nói chuyện với nhau, và Phương Nga sẽ nghe thấy. Hy vọng sẽ thành công. Cố lên nào. À, móng màu đẹp rồi còn sơn cái gì nữa đây? Xong rồi. Bạn đừng giục mình, tay mình run đây này. Hai con này ngồi đợi đây để làm bóng à? Sao đang làm bóng ở cái tissue ở trên đấy là sao? Thì làm bóng từ trưa. Thì khoác thêm một cái áo nữa vào ạ. Áo này nhá. Đủ ạ. 2000 years later. Xin chào. Nà nắm. Sorry. Nà nắm mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và đây là vlog ngày Valentine của bọn mình. Mấy hôm nay thì sao đường này? Không, xong đường kia. Đây là đường
mà. Và ngày hôm nay mình sẽ đi ăn ở quán ở đấy ở trên Hồ Tây. Bên nhà hàng được tên đồ anh Bình An, hôm nay một bàn hai người bên em ạ. Đúng rồi. Anh ơi, cho em xin lỗi là của team gấp là bên nhà hàng em hiện tại bếp trưởng và 7 bếp phó và nhân viên đang bị cách ly tình như F0 ạ. Cho nên là em tối nay cũng thể phục vụ khởi danh ạ. Tức là bị Covid á? Dạ vâng ạ. Mới bên em mới nhận kết quả PCR chiều hôm nay thì đang bị tình trạng như vậy. Mọi người trong bếp đều bị F0 hết. Ui, PCR thì anh. Thế bây giờ anh đặt... bên em bây giờ thực sự là không thể phục vụ bàn tiệc tối nay được. Cho nên là anh có thể gửi giúp em số tài khoản để em chuyển lại tiền giúp anh cho anh được không ạ? Anh thông cảm, đây là trường hợp bất khả kháng, cho nên em không thể làm gì hơn được ạ. Ok. Đây, dạ. Để anh... Dạ vâng ạ. Okay. Dạ vâng, anh thông cảm với em đấy, em cảm ơn anh. Ok. Dạ. Chào anh ạ. Ok. Xong. Chưa ạ? Ngăn đâu. Sao thế nhỉ? Đúng không? Quay vlog xong nhìn mình đen. Thôi đi ăn đâu nữa, quay đâu nữa. Quay ở đâu ạ? Mình đang quay Valentine. Vì trong đấy mình cũng mới tìm được cũng khá là thích. View khá là đẹp để quay vlog. Đông người mình đã đặt vào ngày 13 rồi thì mình sợ 14 đi khá là đông nhưng cũng ngại để đi quay vlog cho dễ. Anh gì nhỉ các bạn ơi? Anh gì ạ? Anh chị bò nhỉ? Ở đâu? Bò chị bò á?
Cầm hộ máy quay với. Đây bạn ơi. Cầm quay với. Đây, đến đây. Cất túi đi nhá. Run quá. Cảm ơn em. Suốt 4 năm qua đã ở bên anh. Và anh hơi tham lam hơn một xíu. Anh muốn em sẽ đồng hành với anh cả đời này. Làm vợ của anh nhá. Hỏi bố mẹ chưa? Hỏi bố mẹ chưa? Hỏi rồi. Tay nào đi? Vừa bị rơi mất móng. Có đúng cái ngón bên tay phải luôn. Nhưng mà đeo tay trái thì phải. Giật mình. Có ảnh của bạn ở đây mà. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người ở đây rất là nhiều. Bởi vì sự có mặt của mọi người ngày hôm nay là một phần thành công không nhỏ trong việc là Phương Nga sẽ đồng ý lấy mình làm vợ. Mình lấy mình làm chồng. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Oh,